Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Văn Lực. Và trong cái video hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm nhiệm vụ kiếm tiền ở trên cái Ola City. Trong các cái video trước thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta đăng ký cái tài khoản Ola City hay gọi là Ola Network và liên kết ví VNDT với Ola City để nhận tiền thưởng. Và các bước để kiếm tiền cùng Ola City chúng ta có thể xem lại ở trên các cái video này. Nếu những bạn nào mà chưa đăng ký thì các bạn có thể là đăng ký tài khoản này trước và liên kết cái ví VNDC, sau đó thì chúng ta sẽ cùng kiếm tiền với cái chương trình này. Thì để đăng ký được thì chúng ta hãy xuống dưới cái phần mô tả của video nhé. Ví dụ đây, ta bấm vào và xem có cái video này. Thì dưới cái phần mô tả của video đây tôi để cái link để cho chúng ta đăng ký. Đây, chúng ta bấm vào cái link này để chúng ta đăng ký một cái tài khoản. Còn những bạn nào mà có tài khoản rồi thì chúng ta sẽ đăng nhập vào cái chương trình này để chúng ta đi kiếm tiền. Để chúng ta bấm vào cái link đó và chúng ta bấm vào cái chữ đăng ký miễn phí ở đây. Và sau khi đăng ký xong thì người ta sẽ gửi cho chúng ta một cái link để chúng ta xác thực cái tài khoản. Xác thực xong là chúng ta chỉ việc đăng nhập vào tài khoản này và đi kiếm tiền thôi. Đây là cái tài khoản mà đã đăng ký và tài khoản này tôi dùng để hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta kiếm tiền. Thì sau khi mà đăng ký xong thì chúng ta chú ý nếu như ở trên máy tính thì chúng ta sang cái phần cài đặt ở bên này. Còn nếu như trên điện thoại thì chúng ta nó sẽ nằm ở cái phía bên cột bên tay trái. Thì đây chúng ta bấm vào cài đặt để chúng ta liên kết cái ví VNDC ở đây. Là chúng ta đăng ký bằng cái số điện thoại của chúng ta vào và điền mật khẩu để chúng ta đăng ký một cái tài khoản VNDC và làm theo các cái bước hướng dẫn. Chú ý là chúng ta phải có cái chứng minh thư nhân dân hoặc là thẻ căn cước để chúng ta chụp nhé. Và cái bước này chúng ta nên làm trên điện thoại thì sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Đấy, làm xong cái bước này rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ là đi kiếm tiền ở đây. Chúng ta thấy trên này có cái chữ đi kiếm tiền thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Trong này nó có rất nhiều các cái nhiệm vụ. Thứ nhất là xem quảng cáo để kiếm tiền. Thì những bạn nào chưa làm thì chúng ta sẽ làm từng bước như thế này. Đây, chúng ta xem quảng cáo này. Ở trong này, đây chúng ta bấm vào dấu tích vào đây. Xác nhận tôi không phải là người máy, người gửi. Đây, trong này có rất nhiều các cái quảng cáo để cho chúng ta xem. Chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta xem. Và bên này chúng ta thấy là cái thời gian nó đang chạy ngược lại từ 25 cho đến về 0. Lúc nào về 0 thì chúng ta cũng được. Hoặc là chúng ta có thể xem hoặc là không xem cũng không vấn đề gì cả. Đây, chúng ta cứ bấm vào đấy. Rồi sang đây chúng ta đi làm các cái nhiệm vụ khác. Vân vân. Không nhất thiết thì chúng ta cứ phải xem, chúng ta chỉ việc bấm vào đấy thôi. Giờ chúng ta xem lại cái video của tôi ở đây. Đấy, để cho chúng ta biết cách để chúng ta đăng ký một cái tài khoản và cách liên kết cái ví VNDC cho người mới là như thế nào. Đấy, làm xong hai cái bước như thế này rồi thì chúng ta mới chuyển sang cái phần là đi kiếm tiền. Đấy, chúng ta thấy là bên này nó chạy xong rồi. Bây giờ ta tắt đi. Ta quay lại này. Đấy, bây giờ tiếp theo xem cái quảng cáo khác được 83 đồng 45 giây thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta xem. Chúng ta cũng nhìn thấy ở cái tab bên này là nó đang chạy ngược lại cái thời gian đây. Để ta có thể cắt cái này đi. Chúng ta có thể chuyển sang tab khác để chúng ta làm việc. Để ta có thể vào lại cái kênh của tôi để ta xem. Đấy. Xin chào. Rất nhiều các cái video tôi đã hướng dẫn đây. Đây, cách cài đặt này, các bước để kiếm tiền hiệu quả này. Đây, có rất nhiều các cái video để hướng dẫn cho chúng ta về cách kiếm tiền. Đấy, chúng ta có thể vào này chúng ta xem lại. Đây, chúng ta kéo xuống ở phần dưới cái phần mô tả đây, chúng ta thấy được đây là các cái dự án mà tôi đang làm, dự án kiếm tiền mà tôi đang làm ở đây. Là có rất nhiều các cái dự án Ola City này, đăng ký xác thực tài khoản VNDC này, tham bốc này, con bit này, vân vân. Thì đây, những cái dự án tôi đang làm này đều là những cái dự án mà rất uy tín, đã được kiểm chứng rồi. Đấy, nên mọi người có thể là xuống đây để chúng ta đăng ký xem, đăng ký tài khoản để chúng ta làm. Giờ chúng ta lại quay lại cái bên này. Thì chúng ta thấy bên này nó đã chạy xong rồi. Chúng ta có thể tắt cái tab này đi. Đấy, như thế là đã được rồi. Đây, tiếp theo là 50 giây nữa này. Chúng ta có thể xem hoặc là không xem, tùy ý. Đấy.
Có thể ta kéo xuống, ta cần xem người ta kéo xuống để ta xem. Chờ cho cái tab bên này nó chạy xuống, ngược thời gian xuống bằng không là được. Đây, có thể xem hoặc là không xem tùy ý các bạn nha. Đây, ta có thể ta kéo đi. Rồi. Đây, còn 13 giây, 12 giây. Chúng ta xem là bên này. Đấy. Rồi. Như thế là đã xong rồi, ta có thể tắt cái bên này đi. Trong này còn rất nhiều các cái quảng cáo, ta có thể bấm tiếp vào đây. Bấm tiếp vào đây, giờ ta bấm gửi này thì người ta sẽ gửi tiếp cho chúng ta các cái quảng cáo khác. Nếu chúng ta xem rồi, cứ bấm hết cái quảng cáo này thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái quảng cáo khác. Đây rất là nhiều. Thì chúng ta đây là cái thứ nhất, cái thứ hai là cái chiến dịch VNDC thưởng 3.500 đồng cho mỗi thành viên mà bạn giới thiệu trong 7 level. Thì cái này thì sau khi mà đăng ký tài khoản xong thì các bạn bấm vào chữ liên kết VNDC ở đây, thì mỗi lần có một người liên kết thì các bạn sẽ được là 3.500 đồng. Và đây cũng là cái bước rất quan trọng để sau này cho chúng ta nhận tiền thưởng qua cái ví VNDC ở đây. Thì cái bước này chúng ta không nên bỏ qua, thì chúng ta sau khi mà đăng ký xong là chúng ta cũng nên liên kết ngay với cái ví này để sau này ta có thể nhận tiền thưởng qua cái ví này, và từ cái ví này ta sẽ chuyển tiền về ngân hàng của chúng ta. Đây là cái cách thứ hai. Cách thứ ba là chúng ta làm nhiệm vụ này. Ta bấm vào đây ta làm nhiệm vụ. Giờ trong này có một số cái nhiệm vụ mà đã giới thiệu với các bạn trong một số video trước rồi. Đây là cài đặt app MB Bank nhận ngay 60.000 đồng để Android. Còn đây là iOS cũng nhận 60.000 đồng. Thì chúng ta có thể bấm vào để xem ngay ở đây. Để thực hiện kiếm được tiền ở trong cái này thì chúng ta chú ý không được bấm vào chữ tự thực hiện năng bên này, là chúng ta sẽ không được tiền đâu. Giờ chúng ta sẽ bấm vào cái chủ chia sẻ link ở đây. Và như vậy là chúng ta đã copy cái link này rồi. Chúng ta chia sẻ cái link này lên cái chỗ nào đấy, lên Facebook hay là lên Zalo hay ở đâu đấy cũng được. Đấy. Thì sau đó thì chúng ta sẽ cài đặt cái app này qua cái link mà chúng ta vừa mới chia sẻ đây. Thì chúng ta làm theo lần lượt từng cái bước ở trong này. Đây, cái điều kiện chấp nhận đây, các cái bước đây thì chúng ta sẽ được 60.000 đồng. Và những người sau trong cái hệ thống của chúng ta cài đặt thì chúng ta cũng sẽ được là 3% thu nhập từ họ. Đấy. Đấy là cái mà cài đặt app MB Bank nha. Chúng ta bấm vào cái cài đặt từ cái link chia sẻ đây thì chúng ta mới được tiền, chú ý là như thế. Đấy là cái phần nhiệm vụ. Và cái tiếp theo trong cái phần này nữa là chúng ta nhìn lên ở phía trên này. Trên cái thanh đầu tiên ở trên này là có một cái dòng địa chỉ ở đây. Đây chính là cái link. Chúng ta đi copy cái link này lại đi chơi. Chúng ta đi chia sẻ cho những người khác. Khi mà người khác đăng ký dưới cái link này thì và cài đặt làm nhiệm vụ thì chúng ta cũng sẽ được các cái phần trăm hoa hồng từ họ. Đây là cái mà quan trọng nhất mà nhiều người thường hay làm. Giờ chúng ta copy cái link này đã đi chia sẻ cho người khác, có thể chia sẻ lên Facebook, lên Zalo hoặc là làm video để hướng dẫn. Thì đấy là có 1, 2, 3, 4 cái bước, 4 cái cách để kiếm tiền với Ola City là như thế. Thì những bạn nào mà chưa làm được thì chúng ta hãy làm ngay. Đây là một cái website kiếm tiền rất mới của Việt Nam, rất có uy tín và nhiều người đã rút được rất nhiều tiền từ cái chương trình này, từ cái dự án này. Và chúng ta bây giờ là những người đầu tiên đang thực hiện cái chương trình này, nên là chúng ta hãy nhanh chóng cài đặt cái dự án này để chúng ta làm việc, để chúng ta kiếm tiền trong những cái lúc, cái thời gian rảnh rỗi của chúng ta. Còn nếu như bạn nào không biết cách để đăng ký, biết cách để cài đặt thì có thể xem lại cái video của tôi trên kênh Lê Văn Lực nha. Đây, trên cái kênh Lê Văn Lực đây thì chúng ta xem lại để chúng ta biết được cách. Xin chào. Trong này có video hướng dẫn cụ thể cái cách để chúng ta cài đặt rồi. Ta có thể xem lại trên các cái video này. Và nếu như có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video nhé. Và tôi sẽ
phản hồi giải đáp các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.